Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ bị đánh bại nếu gây chiến ở Biển Đông. Nhà báo thân Bắc Kinh liên tục lên gân xảo biện về Biển Đông. Trung Quốc cố vươn lên vị trí lớn nhất thế giới về lực lượng hải quân nhưng vẫn thua hải quân Mỹ ở một chỉ số quan trọng. Trung Quốc dùng chiêu cũ ở Biển Đông thử thách ông Biden. Giá tâm quân sự của Trung Quốc thông qua vành đai và con đường tại Pakistan. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin Biển Đông ngày 16 tháng 5 của đài KNTV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, căng thẳng ở Biển Đông và vấn đề Đài Loan, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng Mỹ sẽ bị đánh bại nếu hai siêu cường gây chiến. Trích dẫn bài xã luận của Thời báo Hoàn Cầu Ipsos của Anh đưa tin rằng mối đe dọa này là để đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung do Mỹ thực hiện. Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận với Nhật Bản, Úc và Pháp trong tuần này nhằm phô trương sức mạnh chống lại Bắc Kinh. Trước đó vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 5, Trung Quốc đã mô tả các cuộc tập trận quân sự ở miền Nam Nhật Bản với sự tham gia của quân đội và khí tài từ Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc là một sự lãng phí nhiên liệu, đồng thời còn nói thêm rằng cuộc diễn tập không có tác động đối với Bắc Kinh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và có các yêu sách lãnh thổ chồng lớn với Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan. Bắc Kinh cũng đã tuyên bố chủ quyền toàn bộ đối với Đài Loan, một nền dân chủ đối với gần 24 triệu dân nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Trung Quốc đại lục, bất chấp thực tế là hai bên đã được quản lý riêng biệt trong hơn 7 thập kỷ. Alex Mihailovich của RT phiên bản Mỹ cho biết, Thời báo Hoàn Cầu đưa ra một bài xã luận nói rằng Mỹ sẽ bị đánh bại nếu bất kỳ cuộc xung đột nào nổ ra Biển Đông. Nhiều người coi cuộc tập trận là cuộc phô trương lực lượng nhằm vào Trung Quốc khi Nhật Bản đang nỗ lực củng cố các liên minh quân sự trong nỗ lực ngăn chặn Bắc Kinh. Ông nói thêm, các cuộc tập trận dường như để chọc tức Trung Quốc hơn là kiềm chế nó. Cựu nghị sĩ Vương quốc Anh Chuck Galloway nói rằng điều này sẽ thúc đẩy sự gia tăng khả năng chuẩn bị quân sự từ Trung Quốc. Galloway nói, điều này hẳn là động lực thúc đẩy sự phát triển tàu chiến của chính Trung Quốc. Nếu họ không phải là kẻ ngu ngốc, họ sẽ đóng rất nhiều tàu chiến ngay bây giờ, đến nỗi không ai dám xông vào biển Hoa Đông và đe dọa họ bằng bất kỳ cách nào. Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động hàng hải của họ ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông trong vài tháng qua, một phần để đáp lại những lo ngại của Bắc Kinh về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực do căng thẳng Trung-Mỹ leo thang. Thưa quý vị, tiếp theo là phân tích để chỉ ra sự vô lý và vô lối của những lý lẽ thân Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Vẫn với chiêu bài lên án rồi đe dọa các nước, tiến sĩ Mark J. Valencia, người đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông, lồng ghép cả việc công nhận chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với vùng biển này vào trong các bài viết của mình trên các tờ báo lớn. Vào ngày 14 tháng 5, ông Valencia, người thường xuyên bị cộng đồng học giả quốc tế lên án do có các nhận định thiên vị với Trung Quốc, đã có hai bài viết liên quan đến vấn đề Biển Đông đăng trên các bài báo Asia Times và Nhật báo Hoa Nam buổi sáng SCMP. Cụ thể là bài trên Asia Times có tựa đề Biển Đông giữa các hành động gây bất ổn, còn bài trên tờ Nhật báo Hoa Nam buổi sáng có tựa đề là Cuộc chạy đua Mỹ-Trung về năng lực giám sát Biển Đông có nguy cơ dẫn đến đụng độ không cần thiết. Xảo biện. Ở bài viết trên Asia Times, tác giả đã chỉ trích các hành động của Mỹ cùng một số đồng minh như Anh, Pháp khi điều động hoạt động ở Biển Đông. Không dừng lại ở đó, xen lẫn sự chỉ trích, tiến sĩ Valencia ngầm thể hiện sự cao thượng của Bắc Kinh vì đã không phản đối việc các tàu chiến của Mỹ và đồng minh đi qua Biển Đông hoặc các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Cách viết này có thể được hiểu rằng tác giả đang hợp pháp hóa chủ quyền phi pháp mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông. Cũng trong bài viết trên tờ Asia Times, tác giả còn ngang ngược cáo buộc Việt Nam là một bên gây rắc rối trên Biển Đông khi quân sự hóa, xây dựng tiền đồn tại vùng biển này. Không những vậy, ông Valencia còn củng cố cho nhận định sai trái của bản thân bằng cách chỉ ra rằng Việt Nam đã triển khai cả quân đội, dân quân biển và cảnh sát biển đến Biển Đông, góp phần đe dọa vũ lực. Đó chính là một xảo thuật mà ông Valencia từng nhiều lần sử dụng khi lên tiếng trên các kênh truyền thông báo chí, diễn đàn nhằm ủng hộ Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Thực tế về luật pháp quốc tế, Tòa trọng tài quốc tế PCA vào năm 2016 đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra đối với vùng biển này. Về hành vi gây rối các năm qua, nhiều nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Úc đã liên tục lên án các hành vi gây rối của Trung Quốc tại Biển Đông. Điển hình từ tháng 3 đến nay, Trung Quốc đã thường xuyên điều động vô số tàu dân binh đến hoạt động gần bãi Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cũng chính là bên quân sự hóa, gây nhiều lo ngại ở các thực thể tại cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép. Bằng chứng là không chỉ xây dựng hạ tầng quy mô lớn, Trung Quốc còn triển khai cả tên lửa các loại, chiến đấu cơ đến các thực thể này. Chối bỏ trách nhiệm nhưng đe dọa.
Trong bài viết đăng trên tờ Nhật báo Hà Nam buổi sáng, ông Valencia đã bình luận về Mỹ và Trung Quốc chạy đua triển khai các khí tài dùng để giám sát Biển Đông. Qua đó, tác giả đã biện minh rằng việc Bắc Kinh liên tục tăng cường khí tài giám sát trên vùng biển này chỉ nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách với Mỹ. Nhận định như vậy là cách để ông Valencia tuyên truyền nhằm giúp Trung Quốc chối bỏ trách nhiệm trong việc triển khai hàng loạt khí tài đáp ứng nhu cầu do thám, trinh sát và thu thập thông tin tình báo tại đây. Thực tế là các hoạt động do thám, trinh sát và thu thập thông tin tình báo có vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động quân sự. Và Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động này nhằm tăng cường năng lực kiểm soát để phục vụ mưu đồ thâu tóm Biển Đông. Sự ngụy biện của tác giả trở nên mâu thuẫn khi ông nhận định rằng hệ thống do thám, trinh sát và thu thập thông tin, tình báo mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông có thể giúp Bắc Kinh sớm điều động tàu ngầm hạt nhân để tạo nên một pháo đài trên biển với khả năng răn đe hạt nhân. Việc xây dựng pháo đài với khả năng răn đe hạt nhân thì rõ ràng là hành động gây căng thẳng, mang tính đe dọa bằng sức mạnh quân sự nhằm vào những nước xung quanh. Có lẽ tác giả cũng đã nhận thấy sự mâu thuẫn trong cách bình luận, nhưng có thể đó cũng là cách để ông muốn thay Bắc Kinh gửi gắm các thông điệp đe dọa đến các nước khác. Thưa quý vị, nói tiếp chương trình là thông tin tổng hợp cho thấy lực lượng hải quân Trung Quốc dù lớn nhất thế giới nhưng vẫn thua Mỹ một điểm này. Một báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố hải quân Trung Quốc là lực lượng lớn nhất trên thế giới. Theo Lầu Năm Góc, hải quân Trung Quốc có 350 tàu chiến, hải quân Mỹ với 293 tàu chiến. Tuy hải quân Mỹ lớn hơn nhiều về trọng tải, nhưng lợi thế đó có thể bị xóa bỏ do lịch trình đóng tàu rầm rộ của Trung Quốc. Trong 3 thập kỷ qua, quân đội Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 2 con số trong chi tiêu quốc phòng. Sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc đã cho phép nước này chi tiêu nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của mình. Trên thực tế, ngân sách Trung Quốc đã tăng gấp 6 lần trong 6 thập kỷ qua, với trọng tâm là hiện đại hóa các lực lượng tác chiến và xây dựng khả năng dự phòng sức mạnh, đặc biệt là hải quân Trung Quốc. Vào cuối những năm 1970, Trung Quốc là một quốc gia tương đối nghèo và dựa vào khái niệm chiến tranh nhân dân để chống lại các cuộc chiến tranh. Các lực lượng mặt đất bao gồm quân đội Trung Quốc và du kích sẽ bao vây và tiêu diệt lực lượng đối phương trong một cuộc chiến tiêu hao. Vào năm 1979, hải quân Trung Quốc bao gồm hơn 140 tàu tên lửa, 53 tàu hộ tống, 12 khinh hạm, 11 tàu khu trục, 75 tàu ngầm và 15 tàu đổ bộ chủ lực. Ngay cả khi đó, hầu hết các tàu đều đã lỗi thời, trang bị các tên lửa và cảm biến cũ hơn, khiến chúng không thể phù hợp với hải quân Hoa Kỳ hoặc hầu hết các lực lượng hải quân lớn của các nước khác. Bản phát triển an ninh và quân sự vào năm 2020 của Lầu Năm Góc về Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, hải quân Trung Quốc là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng, với 350 tàu chiến hoặc các tàu có thể đóng góp vào các hoạt động chiến đấu. Trong đó bao gồm 86 tàu tuần tra tên lửa, 49 tàu hộ tống, 53 khinh hạm, 32 tàu khu trục, 1 tàu tuần dương và 52 tàu ngầm tấn công hạt nhân và thông thường. 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 58 tàu đổ bộ lớn và 2 hãng không mẫu hạm được giao cho quân khu phía Bắc, phía Đông và quân khu phía Nam và 100 tàu khác được chỉ định ở các nơi khác. 4 thập niên qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra một sự khác biệt to lớn cho kế hoạch. Hạm đội lớn hơn và gần như được hiện đại hóa hoàn toàn. Khinh hạm Type 054A Xi'an Kai 2 ít nhiều ngang tầm với các tàu khu trục nhỏ của phương Tây, đặc biệt là các tàu châu Âu, trong khi tàu tuần dương Type 055 Gen 2 mới có thể là một đối thủ thật sự đối với các tàu dòng Ticonderoga, cũ kỹ của Hải quân Mỹ. Trung Quốc hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên Liêu Ninh vào năm 2012, gần đây đã hoàn thành chiếc thứ hai và hiện đang đóng chiếc thứ ba. Các tàu đổ bộ có thể chở quân qua eo biển Đài Loan ngày càng lớn hơn và có năng lực tốt hơn. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang đầu tư vào các tàu tuần tra nhỏ hơn và tàu hộ tống hữu ích cho phòng thủ bờ biển, nhưng việc tăng cường các tàu có kích thước khu trục trở lên có thể thách thức các hạm đội của Mỹ và Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, hạm đội Trung Quốc vẫn nhỏ hơn hải quân Mỹ ở một chỉ số quan trọng, tổng trọng tài. Tổng trọng lượng của tất cả các tàu trong hải quân Trung Quốc là khoảng 1,8 triệu tấn. Mặc dù con số đó hơi cũ và thậm chí có thể lên tới 2 triệu tấn. Mặt khác, hải quân Hoa Kỳ có trọng lượng khổng lồ là 4,6 triệu tấn. Một số yếu tố giải thích cho sự chênh lệch. Hạm đội của Trung Quốc vẫn bao gồm gần 140 tàu mang tên lửa và tàu hộ tống cho các quốc phòng ven biển, bao gồm các loại 022 thuyền tên lửa Hubalax và kiểu 056 Xiandao lớp tàu hộ tống. Các tàu của hải quân Hoa Kỳ nói chung, từ tàu ngầm đến tàu không mẫu hạm cũng thường lớn hơn các đối tác Trung Quốc từ 10 đến 20%. Nhưng lợi thế thực sự của hải quân Mỹ nằm ở hàng không mẫu hạm lớn và tàu tấn công đổ bộ. Hải quân có 11 hàng không mẫu hạm từ 100.000 tấn trở lên và 9 tàu vận tải đổ bộ dòng Wasp
không bao gồm USS Bonhomme Richard bị cháy hồi tháng 7. Trong khi đó, Trung Quốc có hai hàng không mẫu hạm khoảng 60.000 tấn và chỉ hiện đang chế tạo tàu vận tải đổ bộ đầu tiên Type 075. Toàn bộ hạm đội hạng thấp của Trung Quốc, lực lượng gồm 137 tàu tuần tra tên lửa và tàu hộ tống, thậm chí không bằng một hàng không mẫu hạm nào của Mỹ về trọng tải. Tuy nhiên, Trung Quốc đang ra sức để củng cố sức mạnh trong 4 thập kỷ qua nhằm bắt kịp hải quân Mỹ. Hải quân Trung Quốc đã biên chế hai hàng không mẫu hạm và có khả năng sẽ xây dựng một lực lượng từ 6 đến 8 chiếc. Điều này sẽ giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách về trọng tải. Hải quân Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ đóng thêm nhiều tàu đổ bộ Type 075 và có báo cáo về một hàng không mẫu hạm tấn công Type 076 mới. Trung Quốc đang đóng tàu nhanh đến mức báo cáo của Lầu Năm Góc thậm chí không thể theo kịp. Dữ liệu trong báo cáo mới là 8 tháng, nhưng vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã hạ thủy thêm hai tàu khu trục Type 052D mới và hai tàu tuần dương Type 055. Nhưng vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã hạ thêm hai tàu khu trục Type 052 mới và hai tàu tuần dương Type 055. Nhưng Trung Quốc có thể không đuổi kịp hải quân Hoa Kỳ trong thời kỳ này, nên kinh tế của đất nước dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại do nhân khẩu học và cải cách kinh tế xã hội sẽ làm giảm chi tiêu quốc phòng. Thưa quý vị, một số nhà quan sát tin rằng Trung Quốc đang áp dụng một chiến lược cũ ở Biển Đông, vốn từng qua mặt được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để thử thách tân lãnh đạo Nhà Trắng Joe Biden. Khi các tàu cá Trung Quốc vẫn lưu lại đá ba đầu vì lý do tránh thời tiết xấu, Bộ Ngoại giao Philippines vào ngày 12 tháng 4 đã cảnh báo Trung Quốc rằng Manila sẽ phát đi các công hàm ngoại giao phản đối hàng ngày chừng nào lực lượng dân quân biển của đại lục vẫn còn bám trụ khu vực. Nhà chức trách Philippines đã sử dụng cụm từ tương tự như cách Mỹ đã dùng để mô tả về đội tàu của Trung Quốc. Bloomberg đã trích dẫn lời Carl Trutter, cựu giám đốc phụ trách của các sứ mệnh tại Trung tâm Tình báo chung thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ bình luận. Nếu mục tiêu của bạn là chiếm lấy một vùng biển và đảo san hô mà không cần chiến đấu, thì đây là một chiến thuật thiếu trung thực xuất sắc. Chỉ những người đi biển chuyên nghiệp mới biết đó là một lời nói dối. Không ai cho các tàu của họ trú ẩn trong vùng bão vài tuần trước một cơn bão. Nếu chúng thực sự là các tàu thương mại, sẽ tốn hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn đô la Mỹ mỗi ngày khi để những tàu này nằm im cạnh nhau. Hai chuyên gia phân tích Andrew Calonzo và Philip Hymans đánh giá Bắc Kinh dường như đang thăm dò xem liệu tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi cam kết bắt tay cùng với đồng minh trong khu vực để ngăn chặn sự quyết đoán của Trung Quốc hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Loxing nói chính quyền Obama đã không ngăn chặn Bắc Kinh trong khi vụ việc tương tự vào năm 2012 tại bãi cảng Scarborough. Ông Trutter hiện là giảng viên phụ trách chương trình khoa học quân sự và ngoại giao của Đại học Hawaii Thái Bình Dương nhấn mạnh. Đây là bài sát hạ xem chính quyền Biden sẵn sàng làm gì. Cách phản ứng của Mỹ sẽ quyết định thử thách tiếp theo. Hiện tại mọi thứ chúng ta đã làm mang tính hùng biện hơn là hành động thực chất. Quyết định phức tạp. Tháng trước, Mỹ đã tuyên bố sẽ đứng về phía Philippines, trong khi cáo buộc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển để hăm dọa, khiêu khích và đe nẹt các quốc gia khác. Khi được hỏi về quan hệ với Trung Quốc, trong một cuộc họp báo cùng tháng, Tổng thống Biden đã tiết lộ chính quyền của ông sẽ buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân theo các quy tắc ở Biển Đông và những nơi khác. Một vấn đề lớn là làm thế nào để hiệu chỉnh phản ứng. Vì Trung Quốc sử dụng các tàu đánh cá thương mại giống như chiến thuật vùng xám, cho phép Bắc Kinh phủ nhận bất cứ điều gì là sai trái. Cử hàng không mẫu hạm hoặc các chiến hạm khác đến gần bãi đá ngầm có nguy cơ trở thành phản ứng thái quá, khiến Mỹ giống như bên gây hấn. Ngược lại, việc không làm gì có thể tạo ấn tượng về sự yếu ớt. Trong vài năm qua, Mỹ đã tăng cường thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở các vùng biển, gia tăng tần suất các hoạt động tự do hàng hải xung quanh lãnh thổ tranh chấp. Chính quyền Biden cũng đã tái khẳng định Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Philippines bao hàm mọi cuộc tấn công ở Biển Đông đều đã được làm rõ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump sau nhiều thập kỷ không rõ ràng. Một rắc rối lớn khác đối với ông Biden là nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte, người đã làm suy yếu liên minh trong khi ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Theo Ramion, một đô đốc thuộc Hải quân Philippines đã nghỉ hưu và hiện là giáo sư tại trường quản lý thuộc Đại học Antonio de Manila dưới thời của Tổng thống Duterte sẽ chỉ có các lựa chọn rất hạn chế đối với Hải quân. Phản ứng của Manila được tin chỉ giới hạn ở việc gửi các công hàm ngoại giao phản đối và các tuyên bố chống Trung Quốc thông qua mạng xã hội. Tuyên bố của Philippines vào hôm 12 tháng 4 đã sử dụng một số ngôn từ mạnh mẽ nhất, trong đó đề cập đến một phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016. Tuyên bố cũng lên án Đại sứ quán Trung Quốc vì chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana, người cuối tuần trước đã khẳng định thời tiết đẹp và các tàu thuyền không có lý do gì để lưu lại khu vực đá ba đầu. Uy tín bị tổn hại. Tiếp cận vaccine đã trở thành mối quan tâm chính đối với ông Duterte.
thủ đô Manila đã bị đóng cửa một lần nữa trong bối cảnh Philippines đối mặt với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất và đang trông chờ phần lớn nguồn cung vaccine từ hãng dược phẩm Trung Quốc Sinovac. Tổng thống Philippines đã tham dự một lễ kỷ niệm vào ngày 29 tháng 3, trong đó Đại sứ quán Trung Quốc Juan Julian nói vaccine là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn trong kỷ nguyên mới giữa hai nước. Sariman Lukman, một nhà phân tích cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Malaysia cho rằng, lần này Washington không ngây thơ đến vậy. Sau khi nỗ lực thất bại năm 2012 trong việc đạt một thỏa thuận cùng rút lui khỏi bãi cạn Scarborough đã gây tổn hại lớn đến uy tín của Mỹ ở Đông Nam Á. Theo ông Lukman, chính quyền Biden đang cảnh giác nguy cơ lún sâu vào kịch bản này và không biết liệu họ có rút cuộc bị đổ lỗi cho việc làm leo thang tình hình hay không. Điều hoàn toàn có thể xảy ra, trong khi Philippines có khả năng chỉ phản ứng một cách chiếu lệ. Thưa quý vị, không chỉ hung hăng và ngang ngược trên Biển Đông, Trung Quốc còn có kế hoạch xâm nhập các vùng biển và phần đất liền trải dài khắp thế giới thông qua sáng kiến một vành đai một con đường của mình. Để kết thúc bản tin Biển Đông hôm nay, xin mời quý độc giả cùng nghe bài viết có tựa đề Giả tâm quân sự của Trung Quốc thông qua vành đai và con đường tại Pakistan được đăng tải trên tờ Tri thức VN. Và sau đây là nội dung của bài viết. Kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc được chính phủ nước này nói là dự án kinh tế thuần túy, nhưng dư luận vẫn luôn nghi ngờ đằng sau sáng kiến này còn có cả mục đích mở rộng quân sự. Truyền thông Mỹ có được một bản kế hoạch bí mật giữa Trung Quốc và Pakistan, theo đó kế hoạch một vành đai và một con đường của hai nước này, Trung Quốc và Pakistan, bao gồm phát triển máy bay quân sự, hệ thống dẫn đường, hệ thống radar và chiến hạm. Theo tờ The New York Times, bản tiếng Trung đưa tin vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, tờ báo này đã tra cứu kế hoạch bí mật giữa Trung Quốc và Pakistan. Kế hoạch này đã được nhận định là một phần của kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc. Mục đích là mở rộng quy mô sản xuất máy bay, vũ khí và trang bị khác của Trung Quốc tại Pakistan. Tin cho biết, đề nghị được tiết lộ này là do không quân Pakistan và quan chức Trung Quốc đưa ra vào hồi đầu năm. Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ xây dựng một đặc khu kinh tế tại Pakistan để sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới. Đề nghị này được quan chức Bộ Quy hoạch và Phát triển của Pakistan xác nhận, đề nghị sẽ mở rộng hợp tác về chiến đấu cơ JF-17 hiện nay. Máy bay chiến đấu được lắp ráp tại khu liên hợp hàng không Camra do quân đội Pakistan vận hành. Nó được Trung Quốc thiết kế để cung cấp cho Pakistan một phương án thay thế cho máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Đề nghị này còn nhắc đến hai nước Trung Quốc-Pakistan cùng chế tạo thống nhất dẫn đường, hệ thống radar và chiến hạm chở vũ khí tại nhà máy của Pakistan. Thật ra từ trước năm 2013, khi công bố kế hoạch một vành đai một con đường, Trung Quốc-Pakistan đã ký kết xây dựng mạng lưới vệ tinh, xây dựng hệ thống dẫn đường bắt đầu để thay thế hệ thống GPS của Mỹ. Trong sách trắng năm 2015 của mình, chính phủ Trung Quốc đã nói rằng mạng vệ tinh này là một phần của con đường tơ lụa thông tin. Giống như hệ thống GPS, hệ thống dẫn đường bắt đầu cũng có chức năng dân dụng và quân dụng. Bản tin cho biết, nếu thử nghiệm hệ thống này có tiến triển thuận lợi, Bắc Kinh sẽ có thể cung cấp dịch vụ quân sự của hệ thống bắt đầu cho các nước khác. Từ đó xây dựng một tập đoàn hành động quân sự quốc gia khó có thể bị Mỹ giám sát. Đến năm 2020, 35 vệ tinh của hệ thống này và các vệ tinh của các nước hợp tác trong một vành đai một con đường phóng lên sẽ hoàn thiện hệ thống bắt đầu. Tuy nhiên, hệ thống này là một mối đe dọa đối với Mỹ. Vào tháng 5 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình báo cáo lên Quốc hội nước này nói, mặc dù Trung Quốc công khai phản đối quân sự hóa không gian, nhưng quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường năng lực quân sự không gian của mình, trong đó có việc Trung Quốc phát triển hệ thống dẫn đường bắt đầu và vũ khí mới. Bản tin dẫn lời của quan chức Islamabad, Pakistan nói, những kế hoạch này đang trong giai đoạn phê chuẩn cuối cùng, dự tính chính phủ đương nhiệm sẽ phê chuẩn dự án này. Trung Quốc đề xuất sẽ đầu tư 1.000 tỷ đô la Mỹ vào kế hoạch một vành đai một con đường, hiện tại có khoảng 70 nước tham gia. Tuy nhiên, cùng với việc kế hoạch được thực thi, nhiều vấn đề nổi cộm tại các nước tham gia vào kế hoạch này cũng dần thể hiện rõ. Theo nhiều kênh truyền thông đưa tin, ít nhất 13 nước rơi vào rủi ro khủng hoảng nợ vì dự án một vành đai một con đường, trong đó có quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ cung cấp khoản vay 62 tỷ đô la Mỹ cho Pakistan. Hiện tại có hơn một nửa công trình trong hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan đã được hoàn thành. Những nước rơi vào khủng hoảng nợ, có nước bắt buộc phải nhượng lại một phần quyền sở hữu khu vực, cơ sở hạ tầng cho Trung Quốc, hoặc cho Trung Quốc thuê thời gian dài. Ví dụ như cảng Wadapur của Pakistan, 91% thu nhập của cảng này trong thời gian 40 năm tới sẽ thuộc về Trung Quốc. Cảng Hambantota của Sri Lanka cũng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Những cảng này được cho là có vị trí chiến lược quan trọng, đúng là quân đội Trung Quốc chuẩn bị mở rộng căn cứ điểm chiến lược Vòng Trân Châu ở quanh Ấn Độ Dương.
Năm ngoái, Trung Quốc đã sử dụng căn cứ quân sự ở nước Djibouti của châu Phi. Đây là căn cứ quân sự mà Trung Quốc ngồi chiếm trệ ở nước ngoài, đã được bố trí các thiết bị quân sự. Căn cứ quân sự này là căn cứ quân sự Limonier của Mỹ tại Cuba chỉ 6 dặm Anh. Trong báo cáo về quân lực Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào ngày 16 tháng 8 có nói, kế hoạch một vành đai một con đường và ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á của Trung Quốc lợi dụng tổng hợp các thủ đoạn, sử dụng thực lực tăng trưởng kinh tế, ngoại giao và quân sự để tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng ra toàn cầu. Tuy nhiên, một vành đai một con đường của Trung Quốc ngày càng bị nhiều nước sở tại cũng như các nước châu Âu, Mỹ chỉ trích. Ví dụ như sự kiện lãnh sự quán Trung Quốc bị tấn công vào hồi tháng 11, tổ chức vũ trang quân giải phóng Balochistan Liberation Army đã cảnh báo chính phủ Trung Quốc không nên tiếp tục lợi dụng danh nghĩa của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan để chiếm đoạt nguồn tài nguyên và đất đai của tỉnh Balochistan, nếu không họ sẽ tấn công lần nữa. Kính thưa quý khán thính giả, mục tin Biển Đông của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.